วลาขึ้นไปวันยืนยันแก้ก็กว่านะครับThank you.
lo lắng em ơi, chuyện ngày mai đã có anh rồi. Em chỉ cần luôn nhớ và hướng trái tim về anh. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Chung nhà rồi em ơi, giờ cuộc sống hai ta là một. Mọi buồn phiền lo lắng trước kia để anh giữ dùng. Dù dòng bão ghé qua đây thì sẽ có anh luôn đứng lại và dẹp hết ưu phiền xung quanh em để mang đến những điều tuyệt vời. Bờ vai anh đấy, dựa vào đi nếu em đang buồn. Điều hạnh phúc nhất với anh giờ là được nhìn em cười. Và anh muốn thấy từng nỗi buồn của em với dần. Lại đây với anh đi em, mình xây hạnh phúc lâu dài. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy khoác lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Thầy quý vị qua khách lời nói đầu tiên, Minh Tiến thay mặt cho tân tộc gia đình và nhà hàng tiệc cưới Thành Minh xin gửi đến tổng thể quý vị qua khách có mặt trong buổi tiệc cưới hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa tổng thể quý vị qua khách, có một câu nói mà Minh Tiến vô cùng tâm đắc, đó là hãy cứ tin vào định mệnh, vì đôi khi nó sẽ mang đến những điều kỳ diệu mà chúng ta không hề biết trước. Cũng giống như câu chuyện của cô dâu và chú rể, giữa thế giới 8 tỷ người, họ vốn dĩ là hai người xa lạ và định mệnh đã đưa họ đến bên nhau và cùng nhau trải qua nhiều thử thách, những thăng trầm trong tình yêu. Nhưng vì niềm tin và sự cố gắng vì nhau, ngày hôm nay họ đi đến đích của tình yêu, đó chính là hôn nhân. Và họ cũng chứng minh cho chúng ta rằng định mệnh là có thật và sẽ đưa ta đến người mà trái tim ta thuộc về. Ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị qua khách chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón nhân vật chính đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Xin được chào đón chú rể Năng Cường. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách và nhân vật chính của chúng ta, thứ hai ngay sau đây không thể thiếu trong buổi tiệc cưới hôm nay. Sau đây xin mời quý vị quan khách chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón cô dâu Ngọc Hiền. But it hurts so bad I can't take it any longer.
chị quan khách công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong buồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, công ơn dưỡng dục vô bờ bến của những bậc sinh thành đã nuôi nấng và dạy dỗ đến khi trưởng thành. Và đám cưới hôm nay là minh chứng cho tình yêu vô bờ bến ấy. Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu và kính mời chủ hôn họ nhà gái. Trân trọng được giới thiệu bà Huỳnh Thị Thu Nga là mẹ của cô dâu và ông Phạm Việt Mỹ là cậu út của cô dâu cùng tiến về lễ đài hạnh phúc. Xin quý vị quan khách hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón chủ hôn họ nhà gái. Được giới thiệu và kính mời chủ hôn họ nhà trai. Trân trọng được giới thiệu ông Phan Cẩm Viễn và bà Tư Ngọc Nữ cùng tiến về lễ đài hạnh phúc. Xin quý vị quan khách hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón chủ hôn họ nhà trai. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, nhân ngày vui hôm nay, Minh Tiến xin được đại diện cho chủ hôn hai gia đình xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị quan khách không ngại đường xa xa xôi về chung vui với gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trong quá trình đón tiếp có điều gì sơ suất mong quý vị niệm tình bỏ qua. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị quan khách rất nhiều. Và ngay sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta thực hiện những nghi thức. Trước tiên xin mời cô dâu chú rể chúng ta tiến đến thắp bánh để ăn bánh vui quy. Trân trọng kính mời. Biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Bánh này xin được phát ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Khi thứ các bánh hạnh phúc này nói lên rằng hôm nay ngày 14 tháng 1 năm 2024, nhân ngày 14 tháng chạp năm Quý Mão, cô dâu và chú rể của chúng ta chính thức nên nghĩa vợ chồng. Và ngay sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta tiến đến thắp rượu để rót rượu. Em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Thưa toàn thể quý vị quan khách, những giọt rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt. Nước để tưới cho tình yêu được tươi thắm, mật ngọt sẽ tô điểm cho hạnh phúc mai sau. Trụ hồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm duyên bề với nhau. Cùng chung bước đến mai sau, tùy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Xin mời quý vị quan khách chúng ta hãy rót đầy ly của mình lên cùng với cô dâu chú rể chúng ta uống rượu dâu bôi quý vị nha. Nào xin mời quý vị nha. 1, 2, 3.
anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đen về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Cho dù năm tháng dài nhòa tình ta vẫn xa, vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Sẽ trăng sông hôm nay yêu em hơn mỗi ngày, dẫu trên đầu nhiều tóc mây. Hành trình mình yêu nhau dạng ngày, có em làm bạn đời thật may mắn khi anh nhận ra đã yêu đúng người, tìm được em giữa thế gian chắc chắn là định mệnh đó. Ta sẽ càng thương yêu.
Vì nhiều khi tương lai sẽ chẳng như mơ, còn nhiều bộn bề lo âu cho u sầu. Mai cứ vui lên đi, vì bên cạnh em sẽ có anh luôn cạnh bên. Đưa em đi làm đi, cha mẹ đi xa. Đưa em hạnh phúc chắc là đâu là nhà. Anh chỉ muốn cả đời làm chồng yêu của em. Hành trình anh yêu nhau dặn lời, vì có em làm bạn đời. Thật may mắn khi anh nhận ra đã yêu đúng người. Tìm được em giữa thế gian chắc chắn là mình mạnh đó. Anh cũng biết chục năm, không có biết cái mùi yêu. Nhưng mà khi anh đã yêu là chọn đời chung thủy.